Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay sẽ có các đáp án cho các câu hỏi ở video trước. Bài số 2 là bài xây dựng nhà ở. Sau khi học xong bài này, các em sẽ kể được một số vật liệu được sử dụng trong xây dựng nhà ở. Ta là mô tả được các bước chính trong xây dựng nhà ở. Vậy thì những yếu tố nào tạo nên một ngôi nhà bền đẹp? Nhà ở được xây dựng như thế nào và bằng những vật liệu gì? Thứ nhất, đó là những yếu tố nào hình thành nên một ngôi nhà đẹp. Thứ nhất là kiến trúc ngôi nhà. Kiến trúc ngôi nhà đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên vẻ đẹp, tính thẩm mỹ cho bất kỳ một công trình xây dựng nào. Một ngôi nhà đẹp trước hết thì cần phải có xem xét đến yếu tố là kiến trúc. Chỉ khi có kiến trúc đẹp mới có những yếu tố như là nội thất, ngoại thất và phong thủy phù hợp, thì bạn mới có những cơ hội sở hữu một ngôi nhà đẹp toàn diện. Đây là những yếu tố cấu thành nên một ngôi nhà đẹp. Yếu tố hai là phong cách kiến trúc. Cách kiến trúc phổ biến hiện nay có thể tham khảo đó là phong cách hiện đại, cổ điển hoặc là tân cổ điển. Và quy trình làm nhà được thực hiện như sau. Bước 1, đó là giai đoạn chuẩn bị xây dựng công trình. Nhân thứ ba là hoàn thiện công trình nhà ở. Xây dựng cần những vật liệu nào? Đó là vật liệu làm nhà. Trong xây dựng nhà ở thì vật liệu đóng một vai trò rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến tuổi thọ, chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình. Để xây dựng một nhà ở cần sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau. Từ xa xưa thì con người đã sử dụng các vật liệu sẵn có trong thiên nhiên như đất, đá, cát, gỗ, tre để làm nhà. Và ngày nay con người đã sử dụng một số vật liệu nhân tạo để tạo nên những ngôi nhà như gạch trung, thép, kính, thạch cao. Và trong quá trình xây dựng nhà ở, những vật liệu tự nhiên này và những vật liệu nhân tạo có thể kết hợp với nhau để xây nên những ngôi nhà vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa đảm bảo tính bền vững. Đây là những vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng như là gạch, tấp lô, sắt thép, xi măng. Chúng ta tìm hiểu về những viên gạch đầu tiên. Những viên gạch đầu tiên được sử dụng một cách đây hơn 5.000 năm. Chúng được tạo từ các chất sét và được phơi khô với nắng mặt trời. Ngày nay, những viên gạch được đông trong lò với nhiệt độ khoảng 1.200 độ C. Quá trình này giúp tăng khả năng chịu lực, tuổi thọ và làm cho những viên gạch có màu sắc rất đặc trưng. Một số vật liệu xây dựng. Vật liệu thứ nhất đó là gỗ. Ứng dụng của chính của gỗ là làm khung nhà, mái nhà, sàn nhà, giá đỡ, nội thất và vật liệu cách nhiệt. Vật liệu thứ hai là ngói và gạch, dùng để làm tường nhà, làm mái nhà. Như gạch dùng để làm tường và ngói thì dùng làm mái. Đá. Đá, ứng dụng của đá là làm tường nhà. Đá nhỏ thì có hợp với xi măng với nước để tạo thành bê tông. Vật liệu thứ tư đó là thép, dùng làm khung nhà, cột nhà. Vật liệu thứ năm, cát, nó có hợp với xi măng nước để tạo ra vữa xây dựng. Vật liệu thứ sáu là xi măng, kết hợp với cát nước tạo nên vữa xây dựng. Chương mục kết nối nghề nghiệp. Chương mục kết nối nghề nghiệp sẽ giới thiệu chúng ta về cái kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng là một người tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng tại các trường đại học. Công việc chính của người kỹ sư này là thiết kế, tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát quá trình thi công các công trình xây dựng để đảm bảo đúng thiết kế. Một số câu hỏi. Câu thứ nhất đó là hãy chọn các đáp án phát biểu đúng về vật liệu xây dựng nhà ở. Câu 4 đáp án A. Vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tuổi thọ, chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình. B. Từ xa xưa, con người sử dụng các vật liệu có sẵn ở nơi mình sống để làm nhà. C. Việc khai thác các vật liệu có sẵn trong tự nhiên để làm nhà không làm ảnh hưởng tới môi trường. Đó là lý do ngày nay đó vật liệu tự nhiên vẫn được sử dụng rộng rãi. D. Trong quá trình xây nhà, vật liệu tự nhiên không thể kết hợp với vật liệu nhân tạo. Hãy chọn trong 4 đáp án trên đáp án nào là đúng. Và đáp án sẽ là B. Nhờ vật liệu xây dựng nhà là từ xa xưa, con người đã biết sử dụng vật liệu có sẵn ở nơi mình sống để làm nhà, như là đất, đá, đất sét, đá, gạch, tre, nứa, v.v. Câu số 2.
Hãy lựa chọn các vật liệu sau để hoàn thành sơ đồ tạo nên bữa xây dựng. Vật liệu 1 kết hợp với vật liệu số 2 kết hợp với nước tạo nên bữa xây dựng. Trong các vật liệu đó là A. cát, B. đá nhỏ, C. gạch, D. thép và E. xi-an. Như vậy hai vật liệu cần kết hợp với nước để tạo nên bữa xây dựng đó là cát và xi măng. Những cát kết hợp với xi măng với nước sẽ tạo nên bữa xây dựng. Câu số 3, lựa chọn các vật liệu sau để hoàn thiện sơ đồ tạo ra bê tông xây dựng. Vật liệu 1 kết hợp vật liệu 2 kết hợp với nước tạo nên bê tông. Trong các vật liệu đó là A. đá nhỏ, B. gạch, C. thép, D. xi măng, E. ngói và F là gỗ. Vậy hai vật liệu kết hợp với nước để tạo nên bê tông đó là đá nhỏ và xi măng. Vậy đá nhỏ kết hợp với xi măng với nước sẽ tạo nên bê tông xây dựng. Chương 1 khám phá. Để tạo nên 1 tấn xi măng thì thường phải thải ra môi trường bên ngoài khoảng 1 tấn khí carbonic. Điều này gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường. Vì vậy, công nghệ sản xuất xi măng thân thiện với môi trường đang được nhiều nước trên thế giới và cả Việt Nam đang nghiên cứu và áp dụng. Chương 1 khám phá. Hãy kể tên thêm các vật liệu xây dựng em biết dùng để xây nhà chưa được giới thiệu trong bài. Vậy trong bài này giới thiệu những vật liệu gì mà rồi sau đó chúng ta sẽ tìm thêm những vật liệu khác mà trong bài chưa được giới thiệu đó. Ví dụ như vật liệu nước. Nước cũng là một loại vật liệu kết hợp với cát và xi măng được trộn theo tỷ lệ thích hợp để tạo thành vữa xây dựng cho công trình. Cốt pha. Cốt pha là phần cốt pha gần giống như khuôn để tạo khuôn bê tông, để đổ bê tông. Có nhiều loại cốt pha như cốt pha gỗ, cốt pha nhôm, cốt pha thép, vân vân. Rồi ngoài ra còn có các vật liệu khác như là phần đá ở giới thiệu ở trong bài rồi. Bê tông làm sẵn này. Bê tông làm sẵn. Rồi xi măng, thép, gạch là các loại dây điện, ống để dây âm tường này. Đường ống nước, nước nóng âm tường. Các loại ống cấp thoát nước, sơn chống thấm, keo dán gạch, vân vân. Hoặc là cầu thang, trần thạch cao, lan can xích, lan can ban công, cửa xích hộp, cửa nhôm xin pha, cửa nhựa thép, cửa nhựa giả gỗ, rồi cửa gỗ, cửa kính cường lực, rồi cửa nhôm kính, cửa vệ sinh nhôm, cửa cổng và các vách ngăn sen lờ nhà tem. Ngoài ra còn một số vật liệu khác như là gạch hoa, gạch men, gạch block, gạch ốp lát, vân vân, các loại. Đây là một số vật liệu xây dựng khác đã giới thiệu rồi. Tôn, ngoài ra còn có tôn, đá em, đá em, đá xanh hoặc là đá granite. Không qua. Chương 1 luyện tập. Chương 1 luyện tập sẽ yêu cầu các em xác định một số loại vật liệu cơ bản để sử dụng nhà trong các ngôi nhà trong hình 2.2. Trong 4 ngôi nhà trên được sử dụng những vật liệu nào để xây nhà. Như trong ngôi nhà, những vật liệu chính đó là gỗ, gạch và ngói. Ngoài ra còn có tre, gỗ tre. Ngôi nhà thứ hai đó là kính, nhôm, sắt, xi măng, cát, đá, vân vân. Ngôi nhà thứ ba đó là xi măng, gồm những vật liệu như là xi măng, cát, đá, nhựa, tôn, gạch men. Ngôi nhà thứ D này, ngôi nhà D, những vật liệu chính đó là lá tranh, đất sét, gỗ hoặc tre. Những các bước xây dựng nhà. Nhưng xây dựng nhà đó là một công trình rất phức tạp gồm nhiều công đoạn khác nhau. Các bước chính để xây nhà một ngôi nhà gồm có thiết kế, thi công thô và hoàn thiện. Đây là tóm tắt các bước để xây dựng nên một ngôi nhà ở dân dụng. Chương 1 khám phá, vẽ sơ đồ khối các bước chính xây dựng nhà ở. Tóm tắt các bước chính. Những sơ đồ khối của các bước xây dựng nhà ở gồm có
Bước 1 đó là thiết kế. Bước 2 là thi công thô. Thi công thô gồm có làm móng nhà, làm khung tường, xây tường, cán nền, làm mái, lắp khung cửa, hệ thống đường ống nước, ống điện, v.v. Và bước thứ 3 cuối cùng đó là hoàn thiện công trình nhà ở. Nghiên cứu nội dung thứ 1 đó là thiết kế nhà ở. Thiết kế là bước chuẩn bị quan trọng trước khi nhà được thi công. Thông qua bước thiết kế, người kỹ sư giúp cho chủ nhà hình dung ra được ngôi nhà của mình sau khi xây dựng và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật để ngôi nhà bền vững, vững chắc. Bên cạnh đó, thiết kế sẽ giúp cung cấp thông tin để chuẩn bị vật liệu xây dựng, kinh phí tương ứng, sơ đồ mặt bằng, sơ đồ mặt bằng, rồi sơ đồ mặt đứng, mặt đứng và phác họa không gian ngôi nhà sau khi hoàn thành như thế này. Đấy. Đây là cái sơ đồ mặt bằng, mặt trệt, mặt bằng. Là cách phối cảnh không gian, phối cảnh không gian ba chiều. Còn giai đoạn thứ hai là giai đoạn thi công. Thi công đó là tiến hành xây dựng một công trình theo thiết kế, thường gồm hai giai đoạn: thi công thô và hoàn thiện. Thi công thô, đây là bước hình thành khung của một ngôi nhà. Thi công thô tốt sẽ giúp cho các bước hoàn thiện sau này được tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Các công việc chính của thi công thô gồm có làm móng nhà, làm khung tường, xây tường, cán nền, làm mái, lắp khung cửa, là hệ thống đường ống nước, đường điện, v.v. Nhà bước 1 là đào móng, một là đào móng, hai là làm khung tường, bước 3 là xây tường, giai đoạn 3 là xây tường, cán nền, làm mái, lắp khung cửa và lắp hệ thống điện nước, v.v. Giai đoạn 3 là giai đoạn hoàn thiện. Hoàn thiện là công đoạn góp phần tạo nên không gian sống với đầy đủ các công dụng, công năng, sử dụng và tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Các công việc chính của bước hoàn thiện gồm trát và sơn tường, lát nền, lắp đặt các thiết bị điện, thiết bị nước và thiết bị nội thất, v.v. Vậy nội thất là cái gì? Nội thất là cái đồ đạc, các loại tiện nghi và các cách bố trí làm thành phía trên bên trong của ngôi nhà. Đây là ảnh minh họa về các đồ đạc nội thất bên trong khung nhà. Những các cái giai đoạn hoàn thiện gồm có trát tường, sơn tường, lát nền có thể là, rồi sau đó là ốp gạch trên tường, lắp đèn điện, lắp các thiết bị nội thất, làm tiểu cảnh như vườn, sân vườn, nông bộ, v.v. Rồi cuối cùng là bước hoàn thiện ngôi nhà gồm có tường rào, cổng ngõ. Và số 4, hãy sắp xếp các bước xây dựng nhà với công việc chính sao cho phù hợp. Ở đây gồm có 3 bước. Bước 1 là thiết kế, 2 là thi công thô, bước 3 là hoàn thiện. Với các công việc chính ở đây là A. Xây tường, cán nền, làm mái, lắp khung cửa, làm hệ thống đường ống nước, làm hệ thống đường điện, làm móng nhà, làm khung nhà. B. Lắp nền, bồn nước, lắp đặt các thiết bị điện, lắp đặt thiết bị vệ sinh, trát, sơn tường, lắp đặt nội thất. C. Là lập bản vẽ. Vậy chúng ta có thể nói là 1 với A hoặc B hoặc C. Tương tự 2 và đáp án sẽ là câu A, câu là vẽ 2. 2 nó là thi công thô. Thi công thô sẽ là xây tường, cán nền, làm mái, làm khung cửa, làm hệ thống đường ống nước, làm hệ thống đường điện, làm móng nhà, làm khung nhà. B với 3. B đó là công việc hoàn thiện như là lát nền, lắp đặt bồn nước, lắp đặt thiết bị điện, lắp đặt thiết bị vệ sinh, trát và sân tường, lắp bị nội thất. Một là C, một đó là thiết kế, thiết kế lập bản vẽ. Câu số 5, hãy nêu các bước chính của xây nhà.
Những cái bước chính của xây nhà ở đây gồm có minh họa sơ đồ sau này. Còn số 6, dựa vào cái hình sao hãy tưởng tượng và viết một câu chuyện về quá trình xây nhà của một gia đình. Nhờ dựa vào các bức tranh này, hãy tưởng tượng và viết một câu chuyện xây nhà của một gia đình. Câu chuyện về quá trình xây dựng một ngôi nhà đó. Bước 1 là thiết kế. Nói về thiết kế, trộn vữa xây dựng. Thứ 2 là xây tường, sơn tường, lắp điện, lắp nước. Và bước cuối cùng là hoàn thiện ngôi nhà. Câu 7, hãy vẽ phác họa hình dáng một ngôi nhà mà em đã từng thấy và cảm thấy ấn tượng với nó. Ví dụ như là chúng ta có thể vẽ phác họa phong cảnh ngôi nhà như thế này, chúng ta thấy ấn tượng và đã nhìn thấy nó. Chương 1, kết nối năng lực. Kết nối năng lực là đề xuất các vật liệu xây dựng để làm nhà sàn, để làm nhà sàn, và giải thích các vấn đề về đề xuất của mình. Như xây dựng những nhà sàn như thế này cần những vật liệu gì? Vật liệu có thể là gỗ, lá tranh, ngói, ngói lợp. Còn ngoài ra còn có thể những sử dụng những vật liệu khác, kể cả bê tông, đó là nhà sàn bê tông. Chương 1, luyện tập. Quan sát hình 2.3. Đây là hình 2.3. Hãy mô tả các công việc đang thực hiện trong mỗi hình và sắp xếp các thứ tự, các bước chính trong xây dựng nhà ở. Vậy thì ở đây là các bước sắp xếp được lộn xộn, không theo thứ tự về xây dựng nhà ở. Thì chúng ta hãy gọi tên các bước này và sắp xếp nó lại theo thứ tự đúng của quy trình xây dựng nhà ở. Và thứ tự sắp xếp đúng sẽ là: 1 là thiết kế, 2 là trộn vữa xây dựng, 3 là xây tường, 4 là lắp điện, 5 là sơn trên tường. Chương 1, vận dụng. Vận dụng có hai cái nội dung. Một là tìm hiểu và cho biết ngôi nhà của em được xây dựng từ những vật liệu nào. Thứ hai là ở nơi em sống, những vật liệu chính được xây dựng nhà ở là gì, nêu tác dụng của vật liệu đó trong quá trình xây dựng nhà ở. Bây giờ cho em xem trong các vật liệu đây, nhà ở của em được xây dựng bằng những vật liệu nào. Và sau khi xem xong video này, các em có đặt câu hỏi gì hãy bình luận ngay bên dưới video. Các em đón xem video của bài giảng tiếp theo, đó là bài số 3, ngôi nhà thông minh. Xin cảm ơn tất cả các em đã xem video. Mời các em bấm subscribe, tức là đăng ký, nhấn chuông để nhận thông báo khi có video đăng tải mới tiếp theo. Like tức là thích, và share tức là chia sẻ video này với tất cả mọi người. Và bài giảng đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn tất cả các em. Hẹn gặp lại.